Trong những tháng vừa qua, trên các cung đường N5 và t 4 của tỉnh Nghệ An xảy ra rất nhiều vụ tai nạn mà nguyên nhân chính là do trâu bò của người dân cứ thả rong ngành ngang trên các tuyến đường. Điển hình là trong tháng 8 năm 2021, một chiếc xe tải của tập đoàn xi măng The Visai đang lưu thông trên đường N5. Đoạn qua xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đã tông phải ba con trâu thả rong trên đường. Hệ quả là ba con trâu thiệt mạng, xe tải bị hư hỏng nặng. Một số chuyến vận chuyển clinker của công ty cổ phần xi măng Sông Lam từ nhà máy xi măng Đô Lương đến trạm nghiền xi măng nghi thiết bị gián đoạn. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc, nhưng cuối cùng phía chịu thiệt là lái xe của công ty cổ phần xi măng Sông Lam. Cho dù trâu thả rông như vậy, xét theo luật giao thông đường bộ và các quy định pháp luật là chủ sở hữu trâu sai. Vụ việc trên, lái xe tải đã phải đền bù cho chủ những con trâu đó gần 100 triệu đồng. Trong vòng 3 tháng qua, một số lái xe của công ty cổ phần xi măng sông Lam cũng gặp những hoàn cảnh tương tự trên trục đường N5 và D4, đoạn qua Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết. Anh Vũ Văn Lai, giám đốc Logistics, quản lý đội xe công ty cho biết, tất cả các xe của công ty đều gắn camera hành trình, nên những vụ việc va chạm, gây tai nạn đều cho thấy được ai đúng, ai sai. Riêng các vụ va chạm do trâu bò đều do gia súc thả rông, chạy qua đường quá bất ngờ. Nhiều lái xe đã tránh được nhưng có những vụ thì không thể tránh vì nếu tránh sẽ gây ra tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Những vụ việc như vậy, người dân là chủ trâu bò lại chưa nhận ra được cái sai mà còn đòi lên tiếng bồi thường cao. Có những vụ lái xe phải đền bù gần trăm triệu, như vậy mất luôn thu nhập cả một năm công tác. Công ty và anh em lái xe đang phải luôn dĩ hòa vi quý vì đơn vị hoạt động lâu dài trên địa bàn, nhưng về lâu về dài, đề nghị các cấp ngành liên quan cần có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an toàn sản xuất của công ty. Không chỉ riêng cánh lái xe của công ty cổ phần xi măng sông Lam bị thiệt hại kép khi nhiều phương tiện húc phải trâu bò mà rất nhiều người đã gặp cảnh tương tự. Khi va chạm xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời có mặt, nhưng rồi cuối cùng lại trở về phương án hòa giải dân sự và người điều khiển phương tiện thường phải hỗ trợ, đền bù cho chủ sở hữu gia súc, mặc dù xét cặn kẽ theo quy định pháp luật thì chủ sở hữu gia súc sai hoàn toàn rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi, trâu bò gia súc thả rông gây ra tai nạn, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Nhiều quy định pháp luật được đối chiếu, nhưng xem ra việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này chưa nghiêm. Trong diễn biến có liên quan, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2021, lại tiếp có một vụ va chạm giao thông nữa giữa xe tải và hai con bò thả rông trên đường D4, đoạn qua xã Nghi Tiến, Nghi Lộc, và người dân đã ra chặn xe để đòi bồi thường. Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định, người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường. Trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. Không được thả rong súc vật trên đường bộ. Với những trường hợp vật nuôi, xúc vật thả rong gây ra tai nạn, pháp luật hiện hành đã có những quy định xử phạt rất rõ ràng. Người chăn rắt gia súc sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau. Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm. Khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. Để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Còn theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2015, chủ sở hữu để gia súc gây tai nạn nghiêm trọng Khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trường hợp vô ý làm thiệt mạng hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Chủ sở hữu súc vật hoặc là người chiếm hữu sử dụng súc vật phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định tại điều 603 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau. Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Trở lại những vụ việc cụ thể những vụ tai nạn do trâu bò gây ra trên đường N5 và D4, ông Lê Đăng Nguyễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Thiết Nghi Lộc cho biết thêm. Trên địa bàn xã có đường D4 đi qua. Những tháng đầu năm 2021 đã xảy ra hai vụ. Trâu bò thả rông trên đường D4 gây tai nạn với xe tải của công ty cổ phần xi măng Sông Lam. Khi tai nạn xảy ra, chính quyền, lực lượng chức năng đã có mặt, lập biên bản sự việc. Nếu xét cụ thể theo quy định pháp luật, chủ sở hữu trâu bò sai thậm chí là phải đền bù cho phương tiện trong vụ tai nạn. Thế nhưng vì nhiều lẽ, phía lái xe và công ty cổ phần Sông Lam đã đền bù cho người dân có gia súc trong vụ tai nạn. Như thế cũng tội cho anh em lái xe và công ty. Xã Nghị Thiết đã thống kê có 33 hộ thường xuyên chăn thả trâu bò dọc đường D4 và tăng cường tuyên truyền ký biên bản cam kết không vi phạm các quy định pháp luật. Xã cũng đã đề nghị các lực lượng chức năng xử lý nghiêm nếu chủ sở hữu gia súc vi phạm để trâu bò thả rông ảnh hưởng đến giao thông. Anh Võ Văn Lai, Giám đốc Logistics, quản lý của đội xe công ty cổ phần xi măng Sông Lam cũng phản ánh rằng, mỗi ngày công ty cổ phần xi măng Sông Lam phải vận hành gần 300 chuyến xe tải chở clinker từ Đô Lương về Nghi Thiết, Nghi Lộc, trên đường N5, D4 và một đoạn trên tuyến quốc lộ 1A. Lâu nay thì tình trạng trâu bò thả rông trên tuyến N5 và D4 đã gây bức xúc cho cánh lái xe. Đáng tiếc, đã có nhiều vụ tai nạn do trâu bò như đã nêu trên. Chúng tôi luôn kiến nghị đến các cấp ngành, đặc biệt là huyện đô lương và nghi lộc, phối hợp để hạn chế tình trạng người dân thả rông trâu bò gây cản trở giao thông trên tuyến N5 và D4. Điều đó sẽ góp phần vừa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, vừa đảm bảo an toàn sản xuất. Thực tế cũng cho thấy rằng, không chỉ ở Nghệ An mà nhiều địa phương khác trên cả nước có rất nhiều vụ va chạm thương tâm đã xảy ra giữa người điều khiển phương tiện giao thông với gia súc. Hầu hết những vụ việc này người điều khiển phương tiện đều phải chịu thiệt hại kép, trong khi chủ của gia súc thì không bị xử lý gì dù họ đã sai. Bởi vậy, để hạn chế tình trạng này, các cơ quan liên ngành cần tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm nếu như chủ sở hữu vi phạm để trâu bò thả rông gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Lợi dụng đêm tối, một kẻ xấu đã lẻn vào trang trại nhốt 17 con trâu của một hộ gia đình ở tỉnh Hải Dương để làm cột lìa chân rời gân chân của 9 con trâu khi chúng đang ở ngoài đồng, khiến cho trâu bị chảy huyết liên tục, nằm la liệt, thiệt hại rất lớn về tài sản. Vụ việc này đã xảy ra vào tối ngày 24 tháng 10 tại trang trại của gia đình anh Đỗ Văn Hưng ở xóm 4 xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Văn Nam, trưởng công an xã Ứng Hòe cho biết, Tại hiện trường đã ghi nhận tổng số đàn trâu 17 con, thì có 9 con đã bị tác động ngoại lực mạnh, cụt chân và lìa gân. 4 con bị nặng đã bị gia đình bán ngay cho tiểu thương, còn lại 5 con bị phai chân thì gia đình để lại nhưng khả năng cứu chữa rất khó. Tổng thiệt hại chưa thể thống kê nhưng ước chừng là rất lớn. Anh Hưng, chủ của đàn trâu cũng cho hay. 17 con trâu non được gia đình anh mua về từ Thanh Hóa được khoảng 20 ngày với giá là 170 triệu đồng. Gia đình anh nuôi với mục đích là bán thịt. Khi mua về, anh Hưng đã để đàn trâu ở trang trại cách nhà khoảng 1 km. Vào chiều ngày 24 tháng 10, anh Hưng lùa đàn trâu ra cánh đồng cách nhà khoảng mấy trăm mét như mọi ngày để chăn thả cho trâu ăn. Đến trưa, anh Hưng để trâu ngoài đồng rồi về nhà một người bà con trong làng ăn cơm Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, sau khi trâu đã ăn no, anh Hưng lùa đàn trâu vào chuồng chốt lại cửa rồi quay trở về nhà vào lúc 18 giờ 30 phút. Tuy nhiên đến khoảng 19 giờ, chỉ khoảng trong vòng hơn 30 phút, khi anh Huy ra đồng trông lại đàn trâu cho chắc ăn thì anh đã phải chứng kiến cảnh tượng mà không bao giờ ngờ đến được. Cả đàn trâu của gia đình hoảng loạn chạy toán loạn khắp nơi có 9 con trâu trong đàn đã bị kẻ xấu xa nào đó dùng vật sắc nhọn phai cụt chân sau khiến cho chúng phải nằm bẹp xuống đất không thể đi lại hay đứng dậy được. Được biết đêm xảy ra vụ việc trang trại không hề có người trông coi, gia đình cũng không hề có mâu thuẫn với ai trước đó. Ngay trong buổi tối ngày 24 tháng 10 và sáng ngày 25 tháng 10, gia đình anh Hưng đã phải nhờ lái trâu bán hộ 8 con trâu bị hại cụt lìa chân, trong 9 con trâu bị kẻ xấu làm cột lìa chân, 4 con bị thương nặng không đi được, gia đình anh Hưng phải bán ngay cho lò mổ với giá tổng cộng là 20 triệu đồng, chấp nhận chịu lỗ 2/3 so với giá trị thực tế, vì trâu đã bị làm cột chân thì không thể chữa trị và nuôi dưỡng được nữa. Chiều ngày 25 tháng 10, gia đình anh giao bán nốt 5 con trâu còn lại còn một con trâu cũng bị làm hại nhưng vết thương không nặng mấy nên anh Hưng vẫn để lại trăm năm theo đàn. Sau khi anh báo cáo với chính quyền địa phương và được xác định đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, Công an huyện Ninh Giang đã tới hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai của gia đình anh Hưng để truy tìm kẻ hủy hoại đàn trâu này.